아닌가? 아, 내가 왜요? Đây vì hải về đây, cho tôi lấy đi. Tôi về đây vợ đây, tôi đây đây nào. Cả chi cái này phải cho tôi lấy là vợ chứ. Hãy subscribe cho kênh Huong để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái thí này tôi đưa cho người ta đi. Cái cây này, cây cây đây đây à, nó thân mây bay bật tiền ạ, lại lại
Rồi rồi đi. Chia thôi, chia đi về thôi. Dạ. Không chịu rời khỏi nhà nha. Hả? Một tôi để đi tìm cái gì đó. Quay cho tôi vào nhà không? Hả? Rồi không? Hả? Hả? Nó đi về đi tối rồi. Hả? Thank you.
你家都能打三下午，那在地后玩儿，咱们家，你家我，我忙啥家务，俺们家都，这么干。 谁呗？谁呗呢？谁呗呢？咱有的没得多少呗。 你那边你抓得了吗？我给你拿点，你好点抓好。我给你搞点干面了。
tỉa một phần nhau nhau cũng cục nữa. Cái đứa về gắp cháu đi, cái đứa gắp cháu mới lại chứ. Các bạn tới chứ. Đem mất cái cơm vào cà nhé.
Cơm rồi, chả ăn hết cơm đi. Ăn đậu đi. Ăn hết. Nó ăn cái. Đấy, bà hết rồi. Ăn đậu không? Ngon thế. Cơm này, cơm này. Nhìn bàn tay rồi. Tôi bị hỏi về đây, cho tôi lấy đi, cho tôi lấy cơ đi, được không? Ta một con vịt này, đây này, có được không? Tôi lấy đâu? Tôi lấy à, lấy đi, mai đi theo tôi, ở với tôi đi. Đây này con, đây này, lấy đi. Tham gia còn nhiều vịt lắm. Có lấy không? Đây, đây đi. Không lấy đâu, lấy về làm thế nào nè? Lấy về nhà đi. Ha, tôi ở đây rồi. Đây nhà tôi rồi. Không cho tôi cũng ở đây rồi. Có được không? Đấy đi, tôi đấy đi mà. Ở đây, ở đây mà, tôi ở đây tôi giỏi mà. Cho tôi cầm tay một cái. Thôi lấy đi, lấy gà không? Lấy gà nhé. Lấy con gà nhá. Lấy gà nhá. Lấy nhà. Vịt nhỉ. Lấy gà nhá. Không lấy vịt à? Lấy con vịt đi. Lấy con vịt đi. Lấy con vịt đi. Tôi có con vịt to này. Cho bà này tôi về đây. Cầm đi. Tại ra. Tôi lấy vào. Thank you.
Mẹ đỡ mừng anh cây. Tân trong điện thoại đây. Mình đồ xin nhọc. Kéo phải la lão mình hát một tí là Thank you.
con ốc con ảnh. Con cái ảnh dấu chứ. Đẹp lắm không? Nhà đâu nha, đi hỏi vợ đây. Châu ơi, đi hỏi vợ đi. À, có ai lấy không? Đây, cho đây, cho đây. À, ai lấy không nha? À, cho tôi lấy vợ đi. Đi, cho ai đi. Cho tôi lấy vợ để đi nào cậu. Ê nào, đi. Có ai nào? Ở nhà không? Ông này về đây làm việc. Tôi về lấy vợ đây. Cậu ơi, đi đây nào. Lại lấy con trâu về làm gì? Tôi lấy về hỏi bà làm vợ đây. Cho không tôi lấy bà nhá. Tôi này con trâu to lắm này. Châu này to lắm. Tôi không lấy đâu. Lấy gì, lấy gì. Châu ơi, vào đây. Thôi, lấy vào đây. Ông ăn trộm con trâu ở đâu bé? Tôi này không ăn trộm đâu. Tôi mang về là hỏi bà làm vợ đấy. Tôi lấy bà đấy. Tôi không lấy đâu. Châu ơi, vào đây. Vào đây, vào đây. Tôi lấy bà chưa? Học hết rau nhà tôi. Tôi có con trâu to đây này. Cho bà đây này. Học hết rau nhà tôi. Cho bà tôi cho bà con trâu này luôn đây này cho bà đấy, cho tôi lấy con gái bà nhá. Tôi bà này cho cái này, cho tôi lấy nhà vợ đi. Bà cho tôi lấy con gái bà đi. Tôi to lắm đây này, cho tôi đây này, cho bà hết cả trâu cả người luôn đây này. Cho tôi lấy con gái bà. Không lấy đâu. Tôi lấy con gái bà.
tôi phải đấy chứ. Con gái bà xinh gái thế này phải cho tôi chứ. Đây này, tôi có con trâu to thế này cơ mà. Trâu to thế này cho tôi đổi đi. Tôi đổi con gái bà đi. Sao mà trâu to lắm, cho tôi lấy con gái bà đi. Tôi thích bà rồi. Bà xinh thế này phải cho tôi lấy làm vợ chứ. Đi cho đâu? Không cho nè. Dạ, em bé này mà bảo không cho à? Cho chứ. Ai cho nè, thở quá. Tôi về lấy bà làm vợ. Ô mai ngô hỏng tôi rồi, chồng mới cho bà đi. Chồng cho bà đi. Hỏng hết nhà tôi rồi. Thế không cho lấy à? Đi. Cho lấy đi. Đi về đi. Cho lấy đi. Cô đi về đi. Không lấy à? Không cho lấy à? Hôm mai tôi bảo cô ăn bắt đi, không ăn à? Ôi giời, có chính nghĩa nhỉ, không cho lấy tôi thì về đây. Về đây châu ơi. Không cho lấy thì về thôi. Không cho lấy tôi lại về nhà thôi. Mai tôi lại về hỏi nhá. Về đi, tôi đứng lại sang nhà tôi nữa. Mai tôi gọi con bò nhá. Tôi gọi cảnh sát. Mai tôi lấy con bò về hỏi bà nhá. Đi về đi. Tôi đi về đó, là đi về. Tôi lấy con bò về hỏi bà nữa. Đi thôi, cháu ơi, là đi thôi, đi tìm bà mới đi. Đi tìm bà mới đi.